Rồi, hôm nay chia sẻ về câu chuyện của Nha Trang. Nhưng mà để tránh các bạn mất thời gian, và thông tin quan trọng nhất là nếu mà các bạn có những cái triệu chứng như sau: là bụng khó chịu, chuột rút, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và sốt. Thì nếu bạn có những cái triệu chứng như sau thì bạn phải đi bệnh viện. Không có những cái lựa chọn khác. Đặc biệt là câu chuyện của mất nước là một cái câu chuyện rất là quan trọng. Là tại vì khi mà bạn gọi là sốt cao, ở đây là khoảng 38 độ C, và vì sốt cho nên dễ mất nước, và đây là những cái dấu hiệu mà bạn cần lưu ý. Và trong cái chuyện mà nếu mà xảy ra cái chuyện mà mình bị tiêu chảy thì phải có cái ý kiến của bác sĩ trước khi mà các bạn sử dụng bất kỳ một cái loại gọi là loại thuốc cầm tiêu chảy nào ha. Rồi bây giờ mình mới đi vào câu chuyện. Cái bài viết này á, là một cái bài viết mà mình lấy được từ nguồn của CDC của bên Mỹ ha. Mà dịch cho tiếng Việt thì nếu mà các bạn có nhu cầu mà xem bằng tiếng Anh á, thì các bạn có thể bạn gõ cái trang web này ha. Rồi chỗ của mình thì cũng tương đối là ồn, do đó là các bạn thông cảm cho mình ha. Rồi cái điều quan trọng á là khi mà hiện giờ trong tình hình của trường của high school của Nha Trang á, thì hiện giờ á là cái mẫu mà nuôi cấy phân á thì là do là khuẩn Salmonella. Nhưng mà theo chút xíu nữa các bạn sẽ xem á, là có thể chắc và có thể là không chắc ha. Rồi bây giờ ở đây là một cái bản rất là hay của CDC của Mỹ đã làm, nghĩa là nếu mà bạn bị nhiễm thì cái thời gian mà bạn bị nhiễm á, ví dụ như là từ 30 phút đến 8 giờ á, thì là bạn sẽ có những cái triệu chứng như thế này. Và cái con staph này á, là một cái con thật ra là nó tồn tại trên da, hoặc là trong nước mũi, hoặc là trên tóc, trên cơ thể của người chế biến thực phẩm. Do đó rằng là cái thực phẩm mà không được nấu sau khi xử lý, gọi là sau khi sơ chế đó, đây là một thực phẩm giống như là bánh mì của mình đó, là rất là nguy hiểm. Bánh mì và gỏi và những cái món vân vân. Thì bạn biết là khi mà chúng ta lấy cái tiếp xúc tay trần, hoặc là tiếp xúc mà không có đủ những cái đồ bảo hộ á, thì những cái vi khuẩn từ trên cơ thể của chúng ta, mặc dù nó không gây bệnh cho chúng ta vì nó đang ngoài da, nhưng mà khi mà chúng ta ăn vào thì nó nguy hiểm. Vibrio, mình có kể cho các bạn nghe về câu chuyện của Vibrio rồi. Thì cái triệu chứng nó đến từ khoảng 2 tiếng đến 5 tiếng ha. Thì cái câu chuyện của các bạn nhỏ, mình nhắc lại bạn nhỏ chỗ Nha Trang á, là sau khi ăn khoảng 5 tiếng thì các bạn xuất hiện các triệu chứng. Thì đó là 5 tiếng ha. Thì chúng ta sẽ có những cái điểm nghi ngờ khác nhau. Thì và những cái vi khuẩn khác nhau và những cái loại khác nhau, thì gọi là khi một người bác sĩ người ta phỏng đoán á, tại vì các bạn có biết là cái quá trình mà các bạn khẳng định được đây là con vi khuẩn gì á là quá muộn so với cái chuyện lâu rồi, cái chuyện mà nó đang xảy ra. Ví dụ trong trường hợp này là ngày 17 tháng 1 là cái ngày xảy ra cái sự cố này. Tuy nhiên để mà gọi là khẳng định được nó là gì á, phải tốn từ 3 đến 4 ngày, thậm chí 5 hoặc 6 ngày để mà người ta có thể nuôi cấy cái con vi khuẩn này. Cái quá trình nuôi cấy là một cái quá trình không thể nào mà đẩy nhanh một cách đơn giản như chúng ta nghĩ được. Do đó là cái chuyện mà nhận dạng được cái nguy cơ hoặc là những cái loại vi khuẩn, hoặc là khoanh vùng lại á, thì đó là một cái điều mới là quan trọng để mà các bác sĩ có những cái biện pháp để mà điều trị cho bệnh nhân một cách đơn giản. Cái con Vibrio này á, thì thông thường là nằm trong là thực phẩm sống, cho nên là nếu mà trong bữa ăn của bạn mà bạn có ăn những cái món liên quan đến hàu hoặc là ốc mà sống hoặc làm gỏi, thì cái sự nghi ngờ nó sẽ xảy ra, giống như trong một cái clip là mình đã từng bị đau bụng tiêu chảy khi mà ăn một cái con hàu sống ở một cái tiệm sushi. Thì cái việc xác định nó rất là đơn giản, khoảng 2 tiếng sau là bạn sẽ xảy ra cái hiện tượng đó liền. Và tùy theo cái nồng độ của vi khuẩn, bạn nên nhớ là cái nồng độ nó cũng rất là quan trọng ha.
nồng độ, tại vì phải đủ lượng vi khuẩn thì nó mới gây nên cái triệu chứng, và cái nồng độ nó càng lớn thì cái triệu chứng của bạn nó sẽ càng nặng. Clostridium, các bạn thông cảm với cái chữ này là không phải là chữ tiếng Việt, cho nên khi mà đọc rất là khó. Thì các thực phẩm này là những cái thực phẩm mà dễ bị, như là các loại thịt hoặc là gia cầm, và từ 6 giờ đến 24 giờ. Thì các bạn biết là từ 6 giờ đến 24 giờ á, thì nó có thể là nó ở rất là nhiều loại. Nhưng mà cái chuyện quan trọng á là nó cái triệu chứng, và cái triệu chứng này á, gần như là nó không có gọi là không có nôn và không có gây sốt. Đối với con này là không có nôn mà không có gây sốt, và thường bắt đầu một cách rất là đột ngột, nó tự nhiên bạn đau bụng à. Thì thông thường là các bạn, mình chắc chắn với các bạn là các bạn đã trải qua những câu chuyện là các bạn ăn xong món tự nhiên các bạn bị đau bụng chút xíu, sau ngày hôm sau là nó hết nếu mà các bạn có đi ấy. Salmonella, đây là cái con khuẩn Salmonella đang được nghi ngờ ở trong cái tình huống của các bạn nhỏ ở Nha Trang. Thì thông thường là các triệu chứng này bắt đầu từ 6 giờ đến 6 ngày nha. Có nghĩa là bạn có thể là bạn ăn xong nhưng mà tới ngày hôm sau nó mới xảy ra sự cố. Và cái nguồn thực phẩm phổ biến mà ở đây là một cái nguồn thực phẩm, đó là lý do tại sao mà cái bác sĩ hiện giờ đang nghi ngờ Salmonella, là đồ chưa nấu chín, và sữa chua tiệt trùng hoặc là trái cây và rau sống. Ở đây nó sẽ có thêm một cái câu chuyện nữa về Salmonella, là tại vì một chút xíu nữa thì các bạn sẽ để ý rằng cho dù là cái thịt đó đã được nấu chín rồi nhưng mà cái nhiễm khuẩn chéo nó đều xảy ra khi mà cái thời gian mà thực phẩm đó để quá lâu ở ngoài môi trường. Thì chút xíu mình xem. Thì đối với lại cái loại vi khuẩn khác, ở đây là norovirus, thì cái triệu chứng nó thông thường là từ 12 đến 48 giờ, thì mang tính chất là tiêu chảy, buồn nôn, đau dạ dày hoặc là nôn. Và cái chữ chủ nghĩa vũ khí này thì đừng có đọc nó ha, tại vì cái bản dịch này thôi. Nhưng mà nói chung là con botulinum này á, là cái triệu chứng nó của, các bạn nhớ sản phẩm gì không? Pate minh chay. Và đây là một cái câu chuyện rất là nguy hiểm của con vi khuẩn này, là tại vì các bạn gần như là cơ thể bạn bị tê liệt, đường thở bạn bị tê liệt và bạn không thở được, mà có rất là nhiều cái khả năng có thể bạn bị những cái triệu chứng giống như vậy. Và những người bác sĩ, vì rằng cái bệnh này quá hiếm, cho nên khi mà cái đợt của pate minh chay á, là có những bệnh nhân đã ăn cái pate của pate minh chay và đã bị những triệu chứng này, nhưng mà người ta lại không nghĩ đến đây là câu chuyện của pate, mà người ta nghĩ đến do tuổi già hoặc là đang vẫn không xác định được bệnh. Thì khi các bạn vào bệnh viện, các bạn sẽ để ý rằng là có rất là nhiều cái căn bệnh mà bạn không xác định được. Ví dụ như mình có một người quen, họ liên tục bị sốt, mà cứ 5 giờ chiều, 6 giờ chiều là bắt đầu bị sốt, thậm chí là 4 giờ, và liên tục vậy 2 tháng mà các bác sĩ đều không tìm ra các nguyên nhân. Có các họ đã gọi là thử tất cả các loại xét nghiệm mà họ nghĩ rằng là có nguy cơ, nhưng mà thật ra vẫn không tìm ra nguyên nhân. Chuyện này là một chuyện rất là bình thường. Cái này, con này mình có thể mình loại bỏ. Campylobacter mình có thể loại bỏ là tại vì cái triệu chứng nó bắt đầu rất là trễ. Và E. coli nó cũng là một cái triệu chứng tương đối là bắt đầu trễ, nhưng mà tại vì nó trong cái trường hợp này của mình á, thì nó hơi trễ. Nhưng mà nói chung là khi mà bạn ăn đồ sống á, thì nó đều có nguy cơ hết ha. Rồi, Listeria vân vân, đây là khi mà bạn có cái nhu cầu thì các bạn xem thêm, tại vì đây là một cái thống kê thôi. Và dĩ nhiên sẽ có sự chênh lệch về giờ, về ngày, hoặc là tùy theo cơ địa của mỗi người, hoặc là tùy theo cái nồng độ vi khuẩn mà chúng ta có. Do đó rằng là
nó sẽ tùy theo cơ địa. Rồi đây là câu chuyện của ngày 18 tháng 11, bài viết ngày 18 tháng 11 cho cái câu chuyện ở cái học sinh của trường High School Nha Trang. Thì ở đây thời điểm đó là chỉ có cái bài báo này là của báo Sức Khỏe Đời Sống ha, là chỉ có học sinh khoảng 100 học sinh nhập viện thôi. Nhưng mà thật ra cái con số đó là sau này thì con số rất là lớn, nhưng mà bạn để ý nè, vào cái thời điểm mà xảy ra sự việc á thì là cái món là cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh và dưa leo. Cái bữa ăn xế của bánh ngọt Pavarotti thì bây giờ chưa biết nó đến từ đâu, chưa có thể nào mà nói được rằng là đây là đến từ đâu. Nhưng mà nó có hai chuyện mà chúng ta phải để ý khi mà bạn bạn vận hành một cái nhà ăn, gọi là nhà ăn tập thể đi, là cái độ nguy hiểm của từng món ăn, tức là độ mạo hiểm của từng món ăn á. Là tại vì cái món sốt trứng này nè là có một cái món khá nguy hiểm mà mình sẽ giải thích chút xíu cho các bạn tại sao. Gỏi gà và dưa leo, đây là những món gần như không được nấu trước khi phục vụ. Thì cái món gỏi gà này là có nấu nè, nhưng mà nó lại có những cái câu chuyện khác. Thì mình sẽ giải thích, mình sẽ nói ở cuối cái video này ha. Rồi. Đây là câu chuyện các bạn có thể tìm đọc cái bài này của ấy, nhưng mà mình không thích, đây là của bệnh viện này là quá xuống cấp, bị thấm rất là nhiều. Rồi. Tiếp theo á là vào buổi chiều thì một cái thông tin mới của báo VN Express là thành 207 các bạn nhập viện. Dĩ nhiên là phải sở y tế Thanh Hóa là bạn thấy đây là phải đình chỉ hoạt động rồi. Là phải đình chỉ thôi, tại vì đây là trong trường hợp mà chúng ta không xác định được là như thế nào, cho nên đình chỉ. Và cuối cùng ở đây là của ngày hôm nay, bài viết này là bài của ngày hôm nay, là bữa ăn khiến hơn 600 học sinh trường bị ngộ độc. Thì bài viết này nó cụ thể hơn, vì rằng là chúng ta có một số những cái hình ảnh. Ở đây là có thêm một bài viết bên này nè, là bạn sẽ thấy rằng là đang nghi ngờ ngộ độc do vi khuẩn Salmonella. Mình không biết là có khẳng định hay là nghi ngờ, nhưng mà thôi, để chúng ta xem sau về những cái thông tin này. Thì ở đây là có một cái điều cụ thể hơn, bao gồm là cơm gà, sốt trứng, gỏi gà bao gồm gà xé, cà rốt, bắp sú và rau răm, cánh gà chiên, canh, xương, cà rốt, cải thảo và dưa leo. Rồi, thì trong cái việc mà khi mà phân tích ra những cái món này á, các bạn sẽ thấy rằng á, là cái món bánh Pavarotti này nè, là một cái món bánh mì nướng, cho dù á, là bạn, và nó rất là ngọt ha, và bề ngoài rất là khô, cho nên là cái này là nguy cơ rất thấp lắm. Rất ít khi nào mà bạn ăn bánh mì bạn bị đau bụng, trừ khi là bánh mì đó nó phải bị mốc, bị rất là nhiều vấn đề. Tại vì cái bề mặt của cái bánh mì Pavarotti này á, mặc dù nó mềm nhưng mà thật ra là nó khá khô, và vi khuẩn sẽ không có điều kiện để mà phát triển. Để mà vi khuẩn phát triển thì các bạn biết rồi, là nó phải có đủ nước, cái nồng độ nước hợp lý, và có một cái độ pH. Thì thôi, câu chuyện của pH thì không quá quan trọng, nhưng mà ít nhất là phải có nước. Còn nếu mà nó khô á, thì tất cả những cái độ khô của chúng ta á, thì những cái vi khuẩn rất là khó phát triển. Do đó chúng ta có thể để bún khô, hoặc là thậm chí là để gạo rất là lâu. Và nếu mà cái độ ẩm nó ít hơn cho vi khuẩn phát triển, nhưng mà nó lại đủ để cho nấm mốc phát triển, thì nấm mốc sẽ phát triển, thì bạn thấy gạo bị mốc nhiều lắm khi mà chúng ta không sấy cho đúng quy trình ha. Rồi, những câu chuyện này thì mình khoan nói những câu chuyện này. Thì đây là mình nói về cái món này. Thì bạn lưu ý, bạn sẽ để ý là đây là cơm gà nè, đây là cái món này là cơm gà nè, thì đây là có món sốt trứng. Cái món canh này thì cái độ nguy hiểm của nó đó là ít nguy hiểm. Cái món sốt trứng này nè, chút xíu nữa mình sẽ giải thích cho bạn là tại sao nó nguy hiểm, nhưng mà món này là độ nguy cơ cao. Món gà chiên
Thì món gà chiên này á, là nó có hai cái nguy cơ. Nhưng mà cái nguy cơ cao nhất á, nó không phải là đến từ vi khuẩn, mà đến từ các độc tố. Nó cũng là nguy cơ cao ha. À, rau sống thì các bạn biết rồi, khi mà không sản phẩm mà không qua chế biến, không qua gia nhiệt thì cái nguy cơ rất là cao. À, hoặc là bạn làm ngâm chua nó, làm đồ chua ngọt, hoặc là bạn phải qua gia nhiệt. Nhưng mà rau răm mà qua gia nhiệt thì là cả một câu chuyện vấn đề khó khăn. Nhưng mà cái món này nè, lại nguy cơ mình đánh giá là nguy cơ thấp. Tại vì bạn biết làm sao không? Nó khác với cái món gỏi gà ở đây nè, là nguy cơ rất cao. Tại vì á, cái thao tác để mà làm ra cái món này á, nó rất là đơn giản, và gần như á, là bạn không có cái môi trường quá lý tưởng để mà các vi khuẩn nó có thể nó phát triển được. Bạn có thể bạn dùng dao bạn cắt lát những cái lát này, và rửa cái rau răm này, thì thật ra là vi khuẩn nó cũng không có cái cơ hội gọi là đủ một cái nền dinh dưỡng tốt để mà nó phát triển. Nhưng mà ngược lại á, là cái món gỏi gà này là một cái món rất là nguy hiểm. Tại vì bạn biết không, để mà làm cái món gỏi gà này nào, khi bạn nhìn đây bạn sẽ thấy rằng là có gà đã được xé sợi nè. Ngoài cái rau răm, ngoài cà rốt ha, mà tất cả là được xé sợi. Mà để mà bạn xé sợi được á, thì thông thường á, nó có nhiều cách để xé sợi. Tuy nhiên cái cách để mà xé sợi gà này, cái hiệu quả nhất bạn vẫn dùng tay thôi. Và tay trần ha. Khi mà bạn dùng tay mà có bao tay, nó rất là khó xé. Nếu mà bạn nào đã từng làm ở nhà, các bạn sẽ hiểu chuyện đó. Và khi mà bạn xé sợi này rồi á, mà chỉ cần là trên tay hoặc là trên cơ thể các bạn có vi khuẩn, thì là nó sẽ có một môi trường cực kỳ lý tưởng để nó nhân rộng ra. Nhưng mà cái gà xé sợi này á, thật ra nếu mà bạn vừa nấu cái miếng gà xong mà bạn xé sợi á, thì nó không có vấn đề lắm đâu. Tại thứ nhất á, là nó còn nóng. Cái thứ hai á, là bạn làm ở nhà mà bạn luộc miếng gà ra xong bạn xé ra nửa tiếng sau hoặc là một tiếng sau bạn ăn á, thì gần như là không bao giờ nó xảy ra được chuyện này. Cái điểm khó ở một cái bếp ăn công nghiệp á, là họ làm được một cái số lượng rất là lớn. Và chính vì số lượng rất là lớn cho nên họ sẽ bắt đầu công việc của họ ở một thời gian rất là sớm. Ví dụ như là để mà có bữa ăn trưa vào 1 giờ thì là 7 giờ sáng hoặc 8 giờ sáng là các nhân công ở đây hoặc là các đầu bếp ở đây họ đã bắt đầu họ phải làm cái này rồi. Và giả sử trong cái trường hợp này, bây giờ cái quy trình của cái món này thì thật ra là chúng ta không được công bố và không được công khai chuyện đó, cho nên mình chỉ là phân tích thôi, chứ mình không thể nào khẳng định được 100% mà, các bạn thông cảm với mình. Nhưng mà nếu mà cái món thịt gà này không phải là được nấu ở trong ngày, mà được nấu từ đêm hôm trước, được luộc từ đêm hôm trước, cái này có vẻ như là ức gà chẳng hạn vậy, và người ta để vào tủ lạnh xong, sáng hôm sau người ta mới lấy ra và người ta xé và lúc 8 giờ, và có thể là môi trường của bếp nó đủ nó nóng, và từ 8 giờ mình làm ví dụ như 1 tiếng đồng hồ mình xong, thì 9 giờ đến 1 giờ thì các bạn học sinh hoặc là các nhân viên ở trong đó mới ăn. Vậy thì cái vi khuẩn này nó có thể là nó có tới 4 tiếng để mà nó sinh sôi. Chưa biết chừng là cái câu chuyện của nhiễm khuẩn chéo nữa. Thì ở đây có rất là nhiều lý do mà chúng ta sẽ phân tích không ra đâu. Nhưng mà chút xíu nữa mình sẽ phân tích ở dưới cho các bạn hiểu hơn về cái câu chuyện của những cái hai cái món nguy cơ, ba cái món nguy cơ ở đây là đùi gà, sốt trứng và gỏi. Cái sốt trứng này các bạn á, là các bạn quan sát cái sốt trứng này á, là một cái sản phẩm, người ta hay gọi là mayonnaise, nhưng mà cái này có vẻ là không phải là mayonnaise của một cái thương hiệu. Tại vì mayonnaise của thương hiệu thì thường thường nó sẽ màu trắng, nó đục hơn, chứ không có cái màu trắng trong như vậy ha. Món cơm gà này là cũng là một cái món mà khá nguy hiểm. Tuy nhiên mình nghĩ rằng là nó ít nguy hiểm hơn so với lại ít nguy cơ hơn là so với món gỏi. Rồi. Thực đơn ăn của con thì chị này thấy nhiều món là đồ đông lạnh. Thì mình cũng không biết cái làm sao mà chị Thu này chỉ nhận đây là
đây là một cái món đông lạnh, tại vì khi mà ra món ăn rồi thì làm sao biết đây là món đông lạnh. Và cái bữa ăn trị giá 70.000. Rồi, cái câu chuyện mà chị Thu này chỉ khẳng định là thực phẩm không đảm bảo vệ sinh khiến chúng tôi bị ngộ độc như thế này, thì bạn phải hiểu là cái thực phẩm này chưa chắc là không đảm bảo vệ sinh, nhưng mà cái quy trình chế biến có thể là không đảm bảo vệ sinh. Nó có hai cái sự việc khác nhau. Ví dụ như là bạn mua một con gà trong siêu thị, hoặc là bạn làm một cái con gà rất là đàng hoàng, rất là đúng quy trình, hoàn toàn không có vấn đề hết. Tuy nhiên là bạn không đảm bảo được cái việc tránh được cái nhiễm khuẩn chéo ở trong cái quá trình chế biến, thì điều này nó sẽ dẫn đến cái chuyện là từ một cái thực phẩm rất là an toàn, rất là tốt, nhưng mà sau quá trình chế biến thì là nó xảy ra sự cố. Và hơn 5 năm qua là cái hộ kinh doanh này, đây là một cái hộ kinh doanh ha, thì hộ kinh doanh thì chuyện nó không quá quan trọng. Tuy nhiên cái đối với lại cái gọi là những cái nhà mà làm xuất ăn công nghiệp á, một ngày bán 1.000 phần á, thì hộ kinh doanh thì nó cũng không có quá phù hợp. Và dĩ nhiên là bây giờ công an đang điều tra, và tất cả mọi người đang tìm cách. Và điều đầu tiên là phải khử khuẩn bằng chloramin B trong toàn bộ cái bếp ăn, và đặc biệt là trường. Và câu chuyện này cũng là có gây thương vong. Thì ở đây, qua đây mình nghĩ mình phải có thể mình kết luận được một số những vấn đề sau. Thì nãy giờ mình lượt qua thôi. Và dĩ nhiên những cái bài này của mình, những cái câu chuyện mình chia sẻ với bạn là những cái chuyện rất là dài. Tại vì mình đã nói rồi là cái việc ngày hôm nay là chúng ta phòng hơn chống. Tại vì khi mà một khi mà đã ngộ, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, một khi mà đã ngộ độc thực phẩm thì nó sẽ gây rất là nhiều vấn đề khác nhau, và có thể rằng cơ thể bạn sẽ không bao giờ phục hồi lại được. Bạn sẽ bị mất đi vi sinh, hoặc là cơ thể bạn sẽ bị yếu đi, từ đó là bạn rất là dễ đau bụng và rất là khó dung nạp một số những thực phẩm khác. Do đó rằng cái chuyện của thực phẩm là mình mong muốn thứ nhất phòng chứ không phải là chống, chứ không có chủ trương là chống, phải chỉ chống. Rồi, mà cái điều này phòng là không phải chỉ bạn không, mà là cái nhà sản xuất hoặc là cái người mà bạn mua cơm, mua gạo, người ta cũng phải phòng chứ không phải là chống. Cái điều đầu tiên, cái quy tắc đầu tiên của các suất ăn công nghiệp á, bạn nên nhớ câu chuyện của suất ăn công nghiệp mà mình muốn đầu tiên là mình muốn nói câu chuyện về suất ăn công nghiệp. Suất ăn công nghiệp hay suất ăn trường học á, thì nó cũng gần như nhau. Có nghĩa là thứ nhất là phục vụ số lượng lớn. Thì để mà bạn phục vụ số lượng lớn á, thì cái chuyện mà một cái nhà bếp đơn giản thì nó không có đơn giản như mà chúng ta nghĩ đâu. Một cái quán ăn có thể nấu cho 100-200 phần ăn thì rất là dễ. Nhưng mà để bạn lên con số 1.000 phần ăn một ngày á, thì bạn phải có đầy đủ các trang bị của nó. Mà trong cái trang bị đó là cái quan trọng nhất á, là chuỗi lạnh. Cho nên là cái điều kiện cơ sở vật chất là phải tuân thủ chuỗi lạnh. Tuân thủ chuỗi lạnh này á, thì có cơ hội thì mình sẽ nói về chi tiết hơn về cái câu chuyện của chuỗi lạnh. Nhưng mà về mặt cơ bản á, là một cái thực phẩm sau khi nấu 2 tiếng đồng hồ là cái thực phẩm đó phải được làm lạnh, chứ không có phải là bạn nấu 8 giờ sáng và bạn để tới 1 giờ trưa ở ngoài một cái môi trường bên ngoài. Cho dù bạn có che chắn, bạn xem trong cái clip mà nhiễm khuẩn chéo của mình rồi ha, cho dù bạn có che chắn kiểu gì đi nữa thì vẫn có vi khuẩn nhiễm khuẩn chéo, tất cả mọi chuyện đó đều có thể nó xảy ra với cái bữa ăn đó hết. Và do đó rằng trước khi phục vụ thì tối thiểu là bạn phải làm nóng nó lại cái đã. Nhưng mà không lẽ mà món gỏi gà mà mình đi làm nóng thì chuyện nó vô lý. Hay là mình nấu sôi lên cái suất bổ trứng thì dầu đi đường dầu mà trứng đi đường trứng thì nó cũng không được. Do đó là cái chuỗi lạnh mới là cái yếu tố quan trọng. Và cái thứ ba là giảm thiểu nguy cơ. Giảm hả? Mình ba nguy cơ. Đặc biệt là những món nào mà mình không có
gia nhiệt trước khi phục vụ á, thì là những món đó nên cần được giảm thiểu, thậm chí là không được quyền phục vụ ở một cái số lượng như vậy. Thì bạn thấy á, là trong cái hình ở đây, hình ở trên thì bạn thấy rồi ha. Thì cái hình ở trên đó, đầu tiên là cái món cơm sốt trứng, thì mình nói chữ sốt trứng, thì ở đây mình viết lại đúng chữ nha, nhưng mà khi mà đọc chữ sốt á, cái chữ sốt nó có bắt nguồn từ chữ sốt của tiếng Pháp hoặc là của tiếng Anh, do đó là mình phải đọc thành chữ sốt x chứ không phải là sốt. Sốt là bạn bị nóng sốt. Thì sốt trứng á, thông thường là chúng ta gọi là mayonnaise á, thì người chế biến á, nếu mà họ mua từ một cái nguồn gốc an toàn á, thì cái quy trình của sốt trứng an toàn á, nó phải là trứng được nấu này là cái công nghệ đặc biệt của người ta, cái cách nấu đặc biệt của người ta để mà nó không bị chín trứng, rồi sau đó mới đánh dầu, mình dùng chữ dầu cho nó đơn giản ha, rồi sau đó có thể thêm chất bảo quản rồi gia vị vân vân và thành phẩm. Thì cái việc mà sử dụng chất bảo quản ở trong cái sốt trứng là gần như là rất là quan trọng, là tại vì trứng khi mà bạn đã đánh tan thành những cái bạn cứ tưởng tượng là vi khuẩn nó có thể nó có khả năng nó tấn công vào cái gọi là nó dùng cái chất dinh dưỡng từ trứng mà nó được đánh nhỏ ra rồi, cho nên vi khuẩn rất là nhiều. Thì bạn phải tưởng tượng như là nếu mà bạn có một cái miếng thịt bự như vậy và đây là những cái con vi khuẩn, thì vi khuẩn nó chỉ có thể nó tập trung ở cái bề mặt của cái miếng thịt này thôi để mà nó phát sinh sôi phát triển. Tuy nhiên cũng cùng muốn miếng thịt đó mà bạn băm nhỏ ra thành như vậy, gọi là thịt xay á, là thịt xé, gà xé trong trường hợp này, thì cùng một cái này á, thì cái số bề mặt, cái là cái tổng lượng bề mặt của cái chất dinh dưỡng này á, là rất là lớn. Và chính vì rằng bề mặt rất lớn, do đó là các vi khuẩn nó sẽ thể, cái số lượng vi khuẩn nó bám ở trên những bề mặt này nó trở nên rất là lớn và sinh sôi cực kỳ nhanh. Nó gọi là diện tích bề mặt. Câu chuyện của diện tích bề mặt là một câu chuyện rất là quan trọng mà mình muốn các bạn hiểu sơ. Nó gọi là diện tích bề mặt. Và cái tổng diện tích của bề mặt á, của anh này nè, là nhỏ hơn rất nhiều so với lại khi mà một khi nó được xé nhỏ ra. Thì một khi nó được xé nhỏ ra rồi á, thì mình xin lỗi, mình cho cái bảng màu cho nó lạc lại chút xíu ha. Thì cái nguy cơ rất là lớn. Và trứng nó được mệnh danh là nguồn của Salmonella. Tại vì bạn biết Salmonella là thông thường người ta tìm thấy ở trong gà. Và trong gà nó bản thân ở trong trứng là tỷ lệ ở bên Mỹ người ta thống kê được là 1 trên 20.000 trứng là có Salmonella. Thì cái câu chuyện của Salmonella đó là một cái câu chuyện của vi khuẩn, thì vi khuẩn cũng giống như sinh vật của chúng ta thôi, nó cần thời gian nó phát triển. Vậy thì nếu mà cái yếu tố thời gian nó được đặt ở đây á, thì nó quan trọng hơn. Thí dụ như là nếu mà bạn chế biến xong ăn ngay thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết, cho dù rằng là nó có một phần Salmonella trong đó nhưng mà cái lượng quá nhỏ để mà gây ngộ độc. Nhưng mà bạn chế biến xong bạn trữ bao lâu đó mình không biết, mà bạn không tuân thủ chuỗi lạnh, có nghĩa là bạn trữ ở môi trường bên ngoài chứ bạn không trữ trong tủ lạnh đó, và đợi 3-4 tiếng sau mới ăn, thì là nguy cơ cao. Đây là câu chuyện của món sốt trứng. Và điều này có thể là cái trứng này nó có thể nó mang Salmonella, nhưng mà nó cũng có tình huống là cái người chế biến là trên tay của họ có khuẩn Salmonella, hoặc là trên cái vỏ trứng nó có khuẩn Salmonella. Mà thông thường các trứng mà mình mua có nguồn gốc tốt á, có nghĩa là trứng đã được tiệt trùng UV, thì người ta thông thường người ta đã tiệt trùng cái vỏ rồi để tránh những cái trường hợp này.
Tuy nhiên trong một số những tình huống mà khi mà tiết kiệm chi phí, bạn tiết kiệm chi phí thì là bạn đi ra chợ bạn mua trứng. Thì cái này là mình phải đợi thêm điều tra ha, mà mình không biết có sẽ được công bố hay không, để các bạn có thể các bạn hiểu được hơn một chút xíu về câu chuyện này không. Nhưng mà khi mà bạn mua trứng ngoài chợ thì cái trứng đó nó có thể nó bị nhiễm Salmonella. Tại Salmonella có thể có từ phân, có thể có từ nhiều cái nguồn khác nhau, từ đất, từ này nọ. Và bạn không rửa sạch nó, bạn không tiệt trùng nó, thậm chí bạn không chần nước sôi cái vỏ trứng đó, mà bạn dùng cái vỏ trứng đó mà bạn dùng như trứng sống, thì nội cái thao tác mà bạn cầm cái trứng đó để lên, cho dù là bạn rửa bằng nước nha, nhưng mà không có chần qua, hoặc là tay của bạn đấy đã không có sử dụng cồn, hoặc không sử dụng xà bông để rửa tay lại sau khi chạm vào trứng, và bạn đập cái trứng đó ra và bạn sử dụng cái lòng đỏ trứng đó để mà bạn tách lòng đỏ, là tại vì cái thao tác của bạn sẽ rất là nhiều, chạm vào vỏ, tách lòng đỏ ra vân vân để mà bạn làm sốt trứng, thì đây là một cái con đường nhiễm chéo. Nhiễm chéo này thì nói chung tự trung của tất cả mọi yếu tố an toàn ở trong chế biến thực phẩm là làm sao tránh được cái việc nhiễm chéo, chứ không phải là làm sao làm được cái món ăn ngon là cái yếu tố ban đầu, người ta mới gọi là an toàn là trên hết. Rồi cái món thứ hai mà mình cảm thấy cũng có nguy cơ, nhưng mà cái nguy cơ này lại không phải là trực tiếp từ vi khuẩn, nó là món gà chiên. Hồi nãy mình bạn thấy có bốn món à, thì cái gà chiên này nó có một cái nguy cơ là nếu mà bạn không tuân thủ chuỗi lạnh á, thì là các vi khuẩn á, ở trên con gà nó sẽ sinh sôi nảy nở, và trong quá trình sinh sôi nảy nở đó là sinh sôi nảy nở đây ha, nảy nở thì nó tạo ra độc tố. Và khi nó tạo độc tố rồi á, thì cái độc tố này rất là bền với nhiệt. Rồi sau đó bạn lấy cái này bạn đem chiên, thì các vi khuẩn mà hiện giờ nó đang tồn tại trên bề mặt cái miếng gà chiên này nè, hoặc là ở trong lòng vân vân, khi mà bạn chiên đủ nóng lên á, thì bạn triệt tiêu các vi khuẩn đó rồi. Nhưng mà cái độc tố này á, nó vẫn còn. Cho đó bạn, cho dù là bạn chiên hay bạn luộc vân vân, thì bạn không thể nào bạn chiên toàn bộ cái miếng gà lên 200 độ C trong dầu được, lúc đó nó khô queo rồi, khô cong, khô còng, không còn gì ăn, cho nên bạn chỉ có thể chiên vàng ở lớp ngoài thôi, thì cái độc tố ở bên trong nó vẫn còn. Và cái độc tố này nó có thể gây rất là nhiều cái hậu quả khác nhau. Thì khi mà bạn nghe được cái mùi mà mùi thịt gà cũ, hay là những cái mùi nào nó bất thường so với thịt gà đó, thì tại sao bạn nên bỏ đi? Thứ nhất ấy, là có một những cái điều mà chúng ta hay sai lầm ở chuyện là vi khuẩn có hại là không gây nên mùi, không tạo mùi. Bạn nên nhớ nha, bạn không có cái mùi đặc trưng của Salmonella, cũng bạn cũng không có cái mùi đặc trưng của Clostridium hay là Vibrio, nhưng mà cái yếu tố mà tạo mùi á, cái mùi á, nó đến từ những cái vi khuẩn, ví dụ như là lactic tạo chua. Thì giống như là bạn muối chua một cái gì đó, một cái món cải, bắp cải hay là làm kim chi gì đó, bạn nghe cái mùi đặc trưng của các vi khuẩn lactic đó, thì cái sự tồn tại của cái mùi đó nó nói lên rằng là cái nồng độ vi khuẩn ở trong cái cánh gà hoặc là cái đùi gà này nó rất lớn. Và điều đó nó nói lên rằng là có thể tồn tại những loại vi khuẩn khác gây nguy hiểm cho sức khỏe và chúng ta không nên sử dụng. Và đó mới là lý do tại sao mà bạn khi mà nghe một cái thực phẩm nào đó, nghe mùi một cái thực phẩm nào đó mà bất thường là bạn không nên ăn, là như vậy. Chứ không phải là bạn có thể bạn đánh hơi được, nghe được cái mùi của các loại vi khuẩn có hại ha. Và nên nhớ cái chuyện đó là một cái chuyện rất là quan trọng, chứ không phải chỉ đơn giản có nghĩa là bạn có thể bạn ăn một miếng thịt mà nó rất là gọi là được chiên lên rất là bình thường, nhưng mà câu chuyện nó không đơn giản vậy. Rồi cái món tiếp theo là cái món canh. Thì canh này thật ra là nếu mà bạn nấu từ sáng đến trưa thì nó cũng có nguy cơ đó, nhưng mà vì rằng canh là một cái môi trường nó không có
dễ sinh sơ nảy nở vi khuẩn như chúng ta tưởng tượng, mà đa số là nó sẽ bị sinh mốc. Do đó rằng là canh thông thường là nó sẽ ít nguy cơ hơn. Và cái món nguy cơ số 1 là món gỏi gà xé. Mình chia sẻ về cái cách mà thông thường là bản thân mình hay là những người đầu bếp, người ta phải phục vụ cho 500 phần ăn hoặc là 1000 phần ăn. Thứ nhất, có những thứ bạn chế biến trước được và có những thứ bạn không chế biến trước được. Ví dụ như là gà thì là bạn phải trải qua bước luộc chín, rồi sau đó là bạn xé, rồi sau đó là bạn trữ lạnh, rồi sau đó là phục vụ, gọi là lên món phục vụ đó nha. Đây cái khúc này, cái khúc rất quan trọng nhất nè. Cái cách thứ hai là gà bạn luộc chín, sau đó là bạn đi qua trữ lạnh, sau đó rồi bạn mới xé, và sau đó là bạn phục vụ. Có hai cách đó thôi. Còn rau, các loại rau thì là bạn thông thường là bạn phải sơ chế, rồi xong bào nhỏ rồi hay là bóp thêm giấm hay thêm này thêm nọ đó, rồi sau đó là bạn phục vụ chung. Thì có thể có một số những cái nhà bếp khác nhau thì có những cách làm khác nhau, nhưng mà cơ bản là nó chỉ có hai cách đó là đơn giản nhất. Và các bạn có để ý không, là tất cả mọi thứ nó liên quan đều đến cái chữ lạnh hết, đều đến cái chỗ này hết. Và chỉ cần rằng là trong quá trình chữ lạnh hoặc là trong quá trình gì đó mà nó có vi khuẩn với một cái nồng độ đủ mạnh, thì đây là một cái nguy cơ lây lan rất là lớn. Thì mình á, thì thông thường mình mà làm á, ngày hôm nay mà đối với cái công nghệ ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ dùng công nghệ nấu chân không để mà luộc gà, để mà giảm đi cái nguy cơ nhiễm khuẩn chéo của nó. Ví dụ như bạn luộc gà xong rồi ha, bạn lấy ra ngoài, bạn để vô cái khay hoặc là bạn để vô cái hộp, rồi bạn để cho nó nguội, bạn để nó nguội xong rồi bạn đem vô để tủ lạnh. Nếu mà bạn quên đóng nắp thì là cả một vấn đề, mà nếu mà cái nắp bạn không chín nó cũng cả một vấn đề. Hoặc là khi mà bạn trong thời gian mà để nguội nó quá lâu và có một cái vi khuẩn chéo nằm ở đâu đó, thì là nó sẽ là một cái cơ hội để phát triển. Tại vì khi mà bạn luộc thì gà khoảng 75 độ C đi, mình nói ví dụ nha, thì nó sẽ làm lạnh đến 5 độ C. Nhưng mà trong cái quá trình này nè, là nó sẽ qua cái đỉnh phát triển của các loại vi khuẩn là tầm ở 40 độ C. Mỗi con nó có cái khác nhau. Thì nếu mà ở 40 độ C này, người ta nói là hầm hơi á, thì đây là một cái thời điểm mà bụi nhiễm rất là dễ, tại vì đây là cái khoảng nhiệt độ mà con vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở một cách dễ dàng nhất, và bạn tạo điều kiện thuận lợi để cho phát triển. Do đó là cái quá trình bạn làm lạnh này nè, ví dụ như là mình nói là bạn làm lạnh á, trong cả hai vấn đề này đều vấn đề làm lạnh hết, nhưng mà bạn chỉ luộc một miếng ức gà, rồi bạn luộc xong bạn bỏ vô hộp, bỏ tủ lạnh, hoàn toàn không có vấn đề gì. Và cái tủ lạnh bạn đủ gọi là cái thermomass, có nghĩa là cái khối lượng khối nhiệt lạnh để mà nó làm lạnh đủ nhanh cái món gà của bạn. Nhưng mà bây giờ bạn luộc 30 miếng để vào một cái khay bự, miếng này chồng lên miếng kia, và bạn để 30 miếng đó vào cái tủ lạnh, thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian để mà nó làm gọi là làm đủ lạnh đủ nhanh. Nhưng mà 30 miếng này là bạn chồng chất nó lên, ví dụ như bạn chồng chất dày, miếng này chồng chất dày, miếng này chồng chất dày, thì là miếng này chồng chất dày, thì cái miếng những cái phần của những cái miếng mà không có tiếp xúc nhiệt ở đây là làm lạnh cực kỳ chậm. Thậm chí nếu mà bạn có muốn thử thì bạn có thể mình ra cho bạn một cái con số là ngay cả khi bạn để vào tủ đông thì nó phải tốn tới 8 tiếng thì cái miếng này nó mới đạt được cái nhiệt độ khoảng chừng 10 độ C. Tại vì khi mà nó đông ở ngoài này rồi á, là cái lớp ngay ngoài ở phía ngoài nè, nhưng mà thì nó sẽ cản cái hơi lạnh đi vào bên trong. Do đó là để mà làm lạnh được cái ức gà này á, thông thường là người ta phải trải ra từ những khay, những cái miếng riêng biệt và làm lạnh nhanh bằng cách nào đó tùy vào cái quy mô, hoặc là có máy làm lạnh nhanh.
Và nếu mà chúng ta không có máy làm lạnh nhanh á, mà chúng ta để y chang như vậy thì đây là cái cơ hội quá lớn để mà vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở. Rồi sau đó là bạn lấy ra bạn xé, hoặc là bạn để lạnh xong bạn mới xé, hoặc là bạn xé xong rồi để lạnh. Thì thông thường người ta sẽ để lạnh xong người ta mới xé, hoặc để nguội xong người ta mới xé, là tại vì nếu mà bạn đang ở 75 độ C hoặc là 60 độ C bạn cầm tay bạn xé thì đó là cả một vấn đề khó khăn trong việc thao tác. Rồi sau khi bạn xé xong á, thì là nếu mà bạn không đem vào tủ lạnh á, thì là vi khuẩn nó lại có cơ hội nó phát triển tiếp. Cái này nó còn mừng nữa là tại vì lúc đó cái thời điểm mà bạn xé đó là thời điểm mà bạn trải vi khuẩn ra toàn bộ cái gọi là cái diện tích bề mặt của tất cả các sợi mà bạn xé, thay vì trước đó là vi khuẩn nó chỉ có ở phía trên của cái bề mặt thôi, của cái miếng thịt gà thôi. Thì đây, nếu mà bạn xé xong và bạn không làm lạnh mà bạn để môi trường bên ngoài đợi 4 tiếng mới ăn, thì đây là món mồi ngon của vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở. Và cái điều này nó dẫn đến những cái hậu quả mà các bạn đã biết rồi. Mình xem lại một cái hậu quả chút xíu để mà kết luận nói rằng là cái chuyện mà một cái hộ kinh doanh mà đã làm 5 năm chưa có cái vấn đề nào hết đã xảy ra, hoặc là có vấn đề nhưng mà nó không có trầm trọng, nhưng mà kiến thức không đủ. Mà từ cái kiến thức á, thì bạn mới xác định được cái quy trình. Cái quy trình này á, là cho 5 người nó khác, cho 50 người nó khác, và cho 500 người nó khác, và cho 1.000 người. Từ 500 người lên 1.000 người là cả một vấn đề. Cái quy trình đó sau đó là bạn mới có cái thiết bị. Thiết bị đủ, thiết bị làm lạnh nó phải đủ, đủ tủ lạnh, và tủ lạnh phải đạt điều kiện. Mình nói ví dụ vậy, hoặc là những cái thiết bị làm lạnh nhanh. Thì ở trong một cái nhà hàng chuyên nghiệp á, ở nhiều nơi á, thì họ luôn luôn họ có một cái thiết bị làm lạnh nhanh hoặc là làm đông nhanh, là để mà giảm đi cái những cái vấn đề, hoặc là họ có một cái phòng lạnh cực kỳ lớn để mà họ trữ cái thực phẩm của họ, và thực phẩm của họ được trữ một cách đàng hoàng. Trữ đàng hoàng như thế nào thì thôi tùy trường hợp thì mình sẽ kể lại chi tiết sau. Rồi sau đó mới tới đủ khả năng để phục vụ không. Thì cái quá trình phục vụ này là cũng là một cái quá trình rất là khó khăn. Thì clip này cũng là một cái clip rất là dài, nhưng mà mình nghĩ rằng là bây giờ là chúng ta đã xảy ra những cái sự mất mát rồi, vì rằng là chúng ta đã quá mạo hiểm. Do đó rằng cái chuyện mà bạn ấy nhìn kỹ lại là có món rau sống này nữa ha. Dĩ nhiên rau sống là một cái món mà mình khuyên là khi mà đi ăn ở ngoài là không nên, là tại vì nó cực kỳ mạo hiểm. Bạn làm ở nhà đó là bạn làm sao cũng được hết. Ở nhà nó khác hoàn toàn với lại tập thể hay là công nghiệp ha. Khác. Bạn có thể bạn rửa một cái trái dưa leo rất là kỹ, hoặc bạn có thể rửa rau rất là kỹ, nhưng mà khi mà bạn đi ra tiệm bạn ăn á, thì là cái điều mà bạn yêu cầu người ta rửa cả hàng ngàn phần rau như vậy một cách kỹ lưỡng từng cọng rau thì về cơ bản là không có tồn tại. Và cái sai sót nó trở nên là rất là nhiều. Do đó cái món salad đó là một cái món rất là nguy hiểm. Tuy nhiên nếu mà bạn có thể bạn trộn thêm một cái lượng giấm để bạn ức chế, hoặc là khi bạn rửa bằng giấm, hoặc là bạn có những cái máy rửa rau, không phải là ozone ha, máy rửa rau và anolit vân vân, thì nó sẽ đảm bảo những cái độ an toàn tốt hơn. Và cái việc mà chúng ta không có cho con cái chúng ta biết được là khi mà ăn một cái món nào đó thì cái độ nguy hiểm đến đâu, thì điều đó là không nên. Ví dụ trong cái mâm này á, thay vì cái này là một cái trái cây nào đó còn nguyên vỏ, thì các bạn đó lột vỏ, một thậm chí đem một trái chuối nó cũng rất là ok nữa. Hoặc là như là cái món canh này là phải được nấu lên rồi mình mới được ăn. Và cái món gỏi gà này là cái món cực kỳ nguy hiểm và tuyệt đối không bao giờ nên đụng vào nếu mà cái môi trường chế biến là một cái môi trường tập thể. Bạn sẽ không biết được đó là cái nhà bếp nó có đủ chuẩn không đã. Một cái nhà hàng người ta muốn làm cái món gỏi ngó sen tôm thịt cho các bạn á, thì là bạn để ý đi, họ làm rất là kỹ, nhưng mà cũng đều đã xảy ra sự cố rồi, chứ không phải chưa xảy ra sự cố đâu. Bạn có thể tra thêm là chuyện ngộ độc nhà hàng tiệc cưới, nói ví dụ vậy. Cái món cơm là cái món cũng có vấn đề, tại vì đa số cái món cơm chiên á, là cái món cơm để được trữ qua đêm. Thì khi mà bạn trữ cơm qua đêm á, thì nó có những cái bào tử của các vi khuẩn mà khi nấu cơm nó không mất.
và khi mà bạn hâm lại hoặc là mà để ở ngoài thì nó có thời gian để nó phát triển. Thì cái trường hợp này thì thật ra cái thao tác mà nếu mà bạn dùng tay bạn bóp cơm mà cái cơm này trước khi bạn bạn cho ăn thì bạn làm nóng lại thì mình nghĩ đây là cái nguy cơ nó thấp hơn. Tuy nhiên ở đây chúng ta không có giảng độ nhiệt, ở đây chúng ta không biết nhiệt độ này là bao nhiêu, cho nên là chúng ta không biết được. Nhưng mà bạn có thể bạn nhìn đấy nè, cái cọng rau cọng hành này nè, khi bạn nấu ở nhà cọng hành nó sẽ mềm oặt đi, cọng hành nó sẽ mềm oặt đi, còn ở đây cọng hành nó còn nguyên, thì chứng tỏ rằng là cái nhiệt độ ở đây nó chưa đạt được cái nhiệt độ 80 độ. Giống như người ta cắt hành sống xong rồi canh, người ta cứ vậy mà ta đổ lên ta canh không có đủ nóng. Thì đây một số những cái phân tích của mình thôi, chắc chắn là nó sẽ không chính xác 100% rồi, là tại vì chỉ có cái bản thân cái người sản xuất thì người ta cũng không biết được 100% đâu các bạn. Thì đó là mình chỉ bảo vệ mình thôi, chứ mình không thể làm chuyện khác được. Và do đó rằng mình muốn nhắc lại một lần nữa, và muốn rất là hy vọng là có ai đó xem những cái clip này để mà tránh những cái nguy cơ cho tương lai. Ví dụ khi bạn ra đường mà ăn tuyệt đối, hoặc là cố gắng tránh hết cỡ ăn những cái món nào có liên quan đến đồ chưa qua gia nhiệt, chưa qua nấu, hoặc là để một thời gian quá trễ. Giống như những xe bánh mì mà bạn đi ăn những xe bánh mì nhưng mà người ta không có giữ nóng cái thịt của người ta đó, và người ta bán từ 6 giờ nhưng mà đến 11 giờ bạn mới ăn, thì ở cái thời điểm mà 11 giờ bạn ăn bánh mì thì là một cái thời điểm rất là nguy hiểm. Bạn ăn 6 giờ người ta cắt ra, bạn ăn 7 giờ 8 giờ thì nó còn chưa có vấn đề, nhưng mà ăn 11 giờ đặc biệt vào những ngày trời nóng thì đó là một cái nguy cơ rất là lớn. Thì có thể rằng nó không xảy ra với bạn, và cũng giống như trường hợp này có thể rằng là trong 5 năm qua nó chưa bao giờ xảy ra cái chuyện này, nhưng mà đến một ngày đẹp trời nào đó thì nó sẽ xảy ra, mà khi nó xảy ra rồi thì cái hậu quả rất là lớn. Rồi, hy vọng các bạn có thêm một chút xíu kiến thức về cái câu chuyện về an toàn vệ sinh thực phẩm để mà tránh những cái tai nạn có thể xảy ra trong tương lai, và tiết kiệm những cái số tiền rất là lớn khi mà mình giữ gìn được sức khỏe của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau.